nhỏ này 3 dòng nữa tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ cuộc đời. Quá ức ức rồi. Ninh Dương Lan Ngọc. Tương ớt Chinsu bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha. Xin chào tất cả khán giả của Bảy Nụ Cười Xuân. Mình là Juno Big Daddy và đây là Yeah và đây là Big Juno Big Boy. Đã từng tham gia chương trình, anh Ino hãy truyền một vài bí thuật cho anh Big đi ạ. Thì giống như hồi nãy Juno cũng vừa mới chia sẻ với anh Big là tụi mình sẽ quay số cuối cùng. Và thường những số cuối cùng trong ngày không ai về là lạnh cả. Không ai về là lạnh cả. Nên là anh em bảo trọng. Gì vậy? Anh Bích đến sớm, có người xem số trước. Anh cảm nhận hình phạt như thế nào ạ? Thì anh thấy cũng ok, sương sương. Nhưng mà thật ra là kiểu như rất nhiều bạn anh đã từng tham gia bảo là nói chung là chơi là cũng xác định là phải thay quần áo đó. Thì anh cũng chưa biết là sẽ như nào. Thôi, enjoy. Trên thần là mọi người quắn gì em hứng như đó, let's go. Hai anh ấn tượng với cách chơi của ai nhất trong dàn cast? Thật ra là anh đã có thể xem trước. Nhưng mà anh hôm đấy anh bật lên xong anh quyết định là thôi anh sẽ không xem nữa. Thì anh muốn kiểu tất cả mọi thứ nó bất ngờ á. Nên là mình chưa biết rõ về ai kiểu cực rõ ràng. Nhưng mà anh sẽ ấn tượng với cả anh Giang. Tại vì là Hello Cutie Pie. Anh đã từng đi một hai show có anh Giang rồi. Và khi có anh Giang thì mình rất là vui. Còn em à? Còn em thì em nghĩ là em sẽ thử đấu sức mạnh với lại anh Vinh. Em nghĩ là anh đô quá. Anh cũng nghe nói tại vì lần trước anh đi 2 ngày một đêm á. Xong rồi ekip cũng nói với anh là Lê Dương Bảo Lâm là cả showbiz là không ngại ai. Chỉ ngại mỗi anh Trương Thế Vinh thôi. Không biết là sức mạnh của anh như nào. Thì nếu mà em lụm được anh Vinh là em lụm được anh Lâm luôn. Em thử. Vô, đấu với tôi nào. Anh biết là trong một đêm đã cùng với anh Lâm cùng anh. Trời ơi, vô bụi luôn rồi. Quăng vô bụi luôn rồi. Anh Vô có coi tập đó. Có, em có coi tập đó, em thấy quăng hết hồn kêu. Ôi, mạnh. Anh biết có thể chia sẻ cảm nhận lúc đó không ạ? Lúc đó thì anh không nghĩ là anh khỏe thế đâu. Tại vì là anh mình nghĩ mình cũng cao to mà, nhưng mà lúc mà nhấc lên ấy, cái cảm giác của mình như kiểu một đứa bé được ba mẹ nhấc lên như bé á. Mình đã cao nha, rồi hôm nay mình cảm giác như là mình nhìn xuống kiểu phía dưới nó rất là mênh mông ấy. Nhẹ nhàng và phiu vào bụi cây. Hai anh có mong muốn chung đội với ai không ạ? Vô đội nào cũng được. Gì? Mình cái này thắng thua nó không quan trọng. Quan trọng là mình enjoy, mình vui là được. Dạ. Nếu có game câu hỏi, hai anh tự tin ở lĩnh vực nào? Chung là anh thì học thì cũng không giỏi lắm. Ngày xưa là anh, theo trí nhớ của anh là anh học đến tầm xin code các thứ là anh rồi quên hết. Anh bắt đầu anh miss hết toán rồi. Dạ. Về kiến thức, về học thì anh cũng không được giỏi lắm đâu. Còn EQ hay là EQ thì cứ phải để như nào. Dạ. Chung là tùy cơ ứng biến. Chính xác anh à. Ví dụ về đời sống thì nói chung là về đời sống thì để tùy cơ ứng biến. Còn về kiến thức thì em sẽ lụm những cái nào về động vật. Còn ngoài môi trường động vật ra thì em không biết gì cả. Sau khi nghe câu hỏi, hai người chơi lần lượt đưa ra đáp án dạng liệt kê. Liệt kê tên bài hát hoặc bài rap có 4 từ. Thì thầm mùa xuân. Nước mắt lâu khô. Tình yêu mùa nắng. Mùa hè năm đó. Người miền núi chết. Con cú trên cây. kiểu gì? Bài rap mà mọi người đâu biết được sẽ có những bài rap như thế nào đâu. Tôi tới sáng nha mọi người. Bài gì của mình? Không nhớ bài của mình luôn. Hỏi ngang gì chứ, hỏi ngang không nhớ. Tình yêu lung linh. Bão tố và nước mắt. Bão tố và nước mắt. Năm rồi không? Liệt kê ca sĩ hoặc rapper có tên bắt đầu bằng chữ B. Big Daddy. Dạ. Binzy. B-Way. Bạn có tài mà. Đó là tổ chức rap. Tổ chức à? Big Phương. Big Phương. Be Small. B-Y. B-Y. Bin
Been yet a hớ. A hớ. Thấy hơi lo lo rồi. Lo em chi về đội nào là thua thì tan nát không ngóc đấy đầu. Đôi dép đây nào. Cũng chỉ là một chút thôi. Nhỏ này, 3 vòng nữa tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ cuộc đời. Quá ức ức rồi. Ninh Dương Lan Ngọc. Anh chưa biết mặt anh nào, bây giờ anh còn chưa có thấy gương. Hồi nãy lúc mà nó đang trắng bệt là em không nhìn ra mặt anh luôn, nhìn ra mặt em luôn. Bị da ngâm nữa. Kiểu nó tròn đều hiện mày. Trải nghiệm mình như thế nào? Anh đang rất là muốn vào soi gương xem mặt anh bây giờ như nào. Lúc mà ngước mặt lên á thì thấy sao? Lúc mà ngước mặt lên rồi mặt đỏ xuống á. Phát nhưng mà sao nó hơi kiểu cay mắt tí thì... Anh thấy cái độ máu chiến của cái dàn cát là như thế nào? Máu đấy. Thật ra là anh ít đi chơi game show á, nhưng mà anh cảm thấy như là mọi người kiểu quay từ sáng đến giờ ấy và liên tục như thế, cảm giác mọi người rất là nhiệt, rất là kiểu yêu nghề ấy, và rất là kiểu nhiều mảng miếng ấy. Nhưng anh là anh sau 3 game là anh thấy bắt đầu hơi đuối miếng rồi đó. Anh ấn tượng với ai nhất ạ? Anh ấn tượng với cả Ninh Dương Lan Ngọc, bởi vì bạn ấy rủ anh đi kèo của vòng này và cũng rất là thông minh, trả lời rất là nhanh nhẹn và nói chung là rất là nhiều kiểu dữ liệu trong người ấy. Thật là dã man. Mình chiến lược thì cả bầy nó giằng xé. Không khiếp thật, quá không khiếp. Vì được hai con chùm cuối sướng quá. Vậy anh em mình vô hết tắm luôn đi, chứ mắc gì. Đi vui hết mà. Vô hết tắm đi, mình vô. Bị ngược sáng không? Vô. Đúng vị quy trình bảy đồ cực trong chúng tôi. Thì bắt đầu đến 2 giờ 30 phút. Rồi, chúng ta sẽ phải máy. Chúng ta sẽ phải máy. Xin hẹn và gặp lại tuần sau. Anh cảm giác như là anh như là một chiếc bánh bị làm lỗi. Với cả nếu mọi người xem phim Tây Du Ký ấy, mọi người sẽ thấy là những cái con quái vật mà ở trên con đường mà bốn thầy trò Đường Tăng gặp ở trên đường là rất giống anh bây giờ. Mấy con quái vật mà sẽ bị thu phục ấy. Anh thấy chung nổi chung nổi thế nào? Thật ra thì anh Trường Giang là một người mà anh rất là quý, nhưng mà anh cũng nghe loáng thoáng từ chương trình trước đến chương trình này, mọi người nói rằng là nếu mà vào đội anh Trường Giang thì cẩn thận đấy, bét sổ đấy. Anh không tin đâu, nhưng ngày hôm nay thì chắc là anh sẽ phải xem xét lại cái người. Cái người hồi nãy mình sao, nãy mình tới rồi phóng giống quá chị thật. Ý là ban đầu em cũng nghĩ là nó sẽ rất là bày hài, nhưng mà đến khúc này thì không, thật ra anh xem cái số trước, lúc đến đây là anh xem một số trước anh thấy nhẹ lắm, cả mọi người cũng hứng cái thứ ấy nọ, ai cũng nói nó ướt một tí thôi, nhưng mà em nghĩ là tí bột, tí đường, tí nước thôi. Con mình nó xem được những cái hình ảnh này thì cười đến Tết Nguyên Đán năm sau á. Sau này con em coi lại chắc cũng sẽ cười luôn quá, chưa biết khi nào thôi.